Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Mai Tiểu Linh. Và thời gian qua thì mình đã nhận được một số yêu cầu các bạn kêu mình là làm lại những clip chơi game. Tuy nhiên thì channel của mình là một channel mới, mình chưa có nhiều khán giả để có thể trình diễn và chơi game cho nhiều người xem. Nên là mình quyết định là sẽ làm những bảng xếp hạng, những cái top game trước cũng như là ứng dụng để có thể thu hút được nhiều bạn quan tâm đến channel của mình hơn. Bảng xếp hạng 5 tựa game về zombie hay nhất trên các mẫu smartphone. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào clip thôi. Vị trí số 5, Dead Effect 2. Mang cho mình phong cách là một tựa game FPS thực thụ, Dead Effect 2 sẽ dẫn người chơi vào những trường đoạn hành động kịch tính mà chỉ với khả năng phản xạ và sự bình tĩnh trước những sinh vật kỳ dị thì chúng ta mới có thể sống sót được. Ngoài hệ thống vũ khí đa dạng, game thủ còn được đặt tay lên những siêu năng lực khác nhau, tận dụng được một kho tài sản vũ khí khổng lồ và sẵn sàng đương đầu với bất kỳ loại chủng vật nào trước mắt. Đặc điểm của Dead Effect 2 còn là sự vay mượn từ thể loại nhập vai, nơi mà game thủ có thể lựa chọn chủng loại class, phát triển skill và thậm chí là trang bị cũng như nâng cấp nhằm cải thiện chỉ số bản thân. Nhà phát triển cho hay Dead Effect 2 đã sở hữu đến 100 thiết bị cấy ghép và giáp phòng vệ cũng như là 40 vũ khí có thể nâng cấp. Vị trí số 2. Vị trí số 4. Dead Trigger 2. Được thừa hưởng và cải thiện từ những tinh túy có sẵn từ tựa game Dead Trigger nổi tiếng, Dead Trigger 2 có lối chơi dồn dập, có bè lũ zombie vô hồn nhưng không ngừng ập đến từ tứ phía, hung hãn tấn công kẻ đơn độc bằng tất cả mọi thứ chúng có, thậm chí là kể cả khi chúng mất đi tay chân. Lối chơi chủ đạo của Dead Trigger 2 hoàn toàn đi theo phong cách FPS, một điểm tách biệt với nhiều tựa game mobile vốn đã loại bỏ đi cơ chế di chuyển như hiện nay. Bên cạnh đó, Dead Trigger 2 còn có chế độ khai hỏa tự động mỗi khi hồng tâm gặp mục tiêu, cho phép game thủ có thể tập trung nhiều hơn cho việc ngắm bắn. Tựa game này hiện tại đang có cả trên Android và iOS. Vị trí số 3, Into the Dead 2. Đây là phần 2 của tựa game nổi tiếng Into the Dead. Dành cho những ai chưa biết, series Into the Dead là một tựa game chạy dài vô tận, lấy đề tài là thế giới thảm họa zombie cực kỳ được yêu thích trước đây. Trong Into the Dead 2, nhân vật không còn vô danh như phần đầu mà sẽ trở thành một tài xế lái xe tải tên là James, người đã cố trở về với gia đình khi đại dịch zombie bắt đầu bùng nổ trên thế giới. Nhưng trên đường đi, chiếc xe tải của James bỗng gặp tai nạn khiến anh phải chạy bộ suốt quãng đường trở về nhà. Với chặng đường đầy rẫy thây ma khát máu, James đã phải làm tất cả mọi thứ để có thể trở về nhà với người em gái và người cha đang hấp hối của mình. Tựa game này cũng đang có trên Android và cả iOS. Vị trí số 2, Kill Shoot Virus. Kill Shoot Virus là một tựa game FPS giới hạn di chuyển, cho game thủ tập trung hoàn toàn vào những pha súng điêu luyện thiện nghệ nhằm cản chân bè lũ zombie tràn ngập trên màn hình. Tuy nhiên, không phải như thế mà game thủ sẽ phải giữ nguyên vị trí từ đầu đến cuối, vì Kill Shoot Virus sẽ thiên nhiều hơn về thể loại bắn súng hồng tâm như là Hall of Death hay Virtua Cop. Chính vì vậy, người chơi sẽ cảm nhận được một bầu không khí sôi sục và nóng bỏng hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại. Vị trí số 1, Last Day on Earth. Không có gì quá ngạc nhiên khi xếp hạng đây là tựa game có vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này. Bằng việc tập trung các khía cạnh sống sót sinh tồn nhiều hơn là hành động trong thế giới hậu tận thế ngập tràn xác sống, Last Day on Earth Survival đã mang đến cho người chơi bầu không khí căng thẳng, hồi hộp với những tình huống nghẹt thở không thể đoán trước được. Bắt đầu Last Day on Earth, người chơi sẽ nhập vai vào một trong những người sống sót cuối cùng của thời hậu tận thế với những thây ma khát máu, luôn trực chờ, ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai. Nhiệm vụ thất yếu của chúng ta không chỉ là chiến đấu chống lại lũ zombie, mà còn phải cố gắng thu gom vật phẩm nguyên liệu nằm rải rác xung quanh để có thể xây dựng cho mình một căn cứ vững chắc. Và vừa rồi là một cái bảng xếp hạng 5 tựa game về zombie hay nhất mà mình đã tổng hợp được. Nếu các bạn cảm thấy thích video này và cảm thấy nó hữu ích thì có thể like video và để lại cho mình một subscribe phía dưới. Rất mong các bạn ủng hộ channel của mình để mình có thể tiếp tục phát triển trong tương lai. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. À, nếu còn tựa game nào hay và đóng góp ý kiến thì các bạn có thể liên hệ qua Facebook của mình bên dưới nha. Mình sẽ kết bạn tất cả mọi người. Bye bye.